Cộng sản không bao giờ thỏa hiệp nếu chúng còn mạnh, còn người dân do bị nhồi sọ quá lâu, quá nhiều nên chưa thức tỉnh. Vậy chúng ta phải làm sao khi năm 2020 đang đến gần? Có nên dùng lực lượng ít mà dũng cảm tạo tiếng vang để làm thức tỉnh nhiều người hay không? Câu hỏi rất là hay đúng không các anh chị? Phải không ạ? Người dân thì còn còn u mê, còn cuồng đảng, còn yêu bác. Đúng không ạ? Mà đảng Cộng sản thì mặc dù nó đang bên bờ vực của sự sụp đổ nhưng rõ ràng là nó mạnh hơn chúng ta. Tức là so sánh lực lượng những người dân đang đấu tranh cho tự do, lực lượng chúng ta còn yếu hơn nó, ít hơn nó. Nó còn mạnh hơn mình, mặc dù nó trên thế giới này nó trở thành rác rưởi rồi đó. Đúng ra ở một quốc gia nào khác thì Việt Cộng nó sụp lâu rồi. Nó sụp lâu rồi. Chỉ có ở quốc gia dân tộc mà lỡ mà chúng ta lỡ sinh nhầm dân tộc này rồi, trời ơi là trời. Lỡ rồi. Chỉ có quốc gia dân tộc này thì Việt Cộng nó mới tồn tại lâu vậy thôi. Ở chỗ khác nó sụp lâu rồi. Nó đang cầu mong cho mình giật sụp mà mình còn không chịu giật nó sụp. Là hiểu rồi, hiểu rồi. Thành ra hiện tình của chúng ta rất rõ ràng như anh Nguyễn Huy nói. Lực lượng chúng ta không đủ. Tụi nó yếu gì lắm rồi mà nó vẫn mạnh hơn mình. Nó yếu nó muốn chết luôn rồi, nó thở oxy rồi mà nó vẫn mạnh hơn mình là mình bị liệt mẹ nó rồi. Bị liệt mẹ nó luôn rồi. Vậy thì phải làm sao? Phải làm sao? Anh Nguyễn Huy anh nói có nên dùng số ít á, lực lượng ít để tạo tiếng vang. Tôi hiểu cái câu tạo tiếng vang này mà nhiều anh chị cũng hiểu nữa. Hiểu câu tạo tiếng vang này. Phải làm cái gì đó. Làm cách nào đó. Đúng không ạ? Làm cái gì đó đi, đúng không? Thì quan điểm của tôi rất rõ ràng các anh chị, chúng ta kiên định con đường xây dựng lực lượng, đánh thức mọi người để xây dựng lực lượng. Xây dựng lực lượng chứ phải gom lực lượng các anh chị, đặc biệt là những anh chị dân chủ cụi là hay hay là tưởng ngồi tự tưởng tượng tự vẽ là thằng Quy nó đang gom lực lượng gì cho nó. Gom lực lượng gì cho nó sẽ tước mất chức thủ tướng của mình, nó sẽ giành mất chức bộ trưởng của mình. Rồi các anh chị cũng đừng có nghĩ vậy thiệt nha. Bản thân các anh chị cũng đừng có nghĩ mình đang đi gom lực lượng nha. Trời ơi tôi lại 80 lại luôn. Chúng ta đang xây dựng lực lượng là sao ạ? Là chúng ta đánh thức những người xung quanh, những người thân của mình, bạn bè của mình thôi, không cần làm gì nhiều. Nhóm 3 người, 5 người, những người yêu tự do, yêu sự thật. Biết về hiện tình của đất nước và luôn luôn đi nói về hiện tình của đất nước. Nói cho người này, nói cho người kia nghe, rảnh gì đó, nói hoài gì đó, nói nhả đã, nói còn hơn cái lo của xã nữa. Hơn cái lo của phường, hơn cái lo ấp luôn. Tối ngày còn là đã, nói hoài, nói cho mày tỉnh. Mà khi chúng ta có những nhóm năm gì đó, thì những người mà tỉnh chúng ta hướng dẫn họ cũng làm những nhóm 3, nhóm 5 trong người thân của họ thôi. Đã, vậy thì nhà nhà cũng biết sự thật. Người người cũng biết sự thật. Lực lượng đó tất cả cùng biết sự thật, luôn luôn nói về sự thật thì chúng ta sẽ bắt đầu thống nhất hành động vì sự thật. Lực lượng đó của ai? Đâu phải của các anh chị, cũng không phải của tôi. Lực lượng đó của người Việt Nam, của nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Và ai giỏi, các chính trị gia nào giỏi, các anh lãnh tụ dân chủ giỏi, anh gom chúng tôi lại anh xài. Gom lại xài bằng cách gì? Bằng cách anh đưa ra chương trình hành động rồi anh tôi thấy hay tôi bỏ phiếu cho anh thì anh lên thủ tướng. Anh không giành được chức tổng thống lưỡng tính của mấy anh cộng sản đâu, tôi khẳng định với mấy anh luôn, mà mấy anh cũng biết điều này rồi. Cộng sản sụp đổ thì thằng cộng sản biến hình nó sẽ lên làm tổng thống lưỡng tính. Mấy anh chỉ được làm thủ tướng thôi. Mấy anh chỉ được làm bộ trưởng thôi, làm chủ tịch, làm tỉnh trưởng thôi. Nhưng mà mấy anh đưa ra chương trình hành động hay tôi sẽ bầu cho các anh. Thì lúc đó lực lượng mà chúng ta đang xây dựng sẽ phục vụ cho công cuộc tái thiết Việt Nam. Chúng ta sẽ dùng lá phiếu để chúng ta chọn ra những cái hệ thống chính trị. Chúng ta sẽ bầu ra quốc hội, bầu ra hệ thống hành pháp, đúng không các anh chị? Dùng lá phiếu để chúng ta chọn hệ thống chính trị của mình thì chúng ta xây dựng lực lượng cho chúng ta chứ không phải cho tôi. Ai mà đi ra xây dựng lực lượng cho tôi là các anh chị bậy rồi đó. Còn ai mà không biết sử dụng lực lượng mà nhìn thấy người ta đang xây dựng lực lượng không biết sử dụng mà thằng này nó đang giành chức thủ tướng của mình, nó giành chức bộ trưởng của mình, nó giành chức tỉnh trưởng của mình thì các anh chị ngu gắng chịu. Chống lại người dân, chúng tôi là những người dân,
chống lại người dân thì các anh chị không bao giờ được phiếu nữa. Lộ cái bộ mặt dân chủ cùi thì đừng có mong làm bộ trưởng nào hết, đừng có mong làm tỉnh trưởng nào, xã trưởng còn chưa chắc đậu, lên bắt bó làm xã trưởng bắt bó được. Đúng không các anh chị? Rõ ràng con đường của chúng ta là vậy. Thành ra việc chúng ta có những nhóm nhỏ mà chúng ta muốn làm những cái gì đó để gây tiếng vang là chúng ta chỉ như là muối bỏ bể, muối bỏ biển. Và con đường chúng ta không có con đường nào khác, tôi nói thật các anh chị, chúng ta không có con đường nào khác để chúng ta ít đổ máu, ít thù địch, ít hậu quả bằng con đường đánh thức mọi người để xây dựng những lực lượng để truyền sự thật, để đánh thức người dân, đánh thức ý thức công dân của họ, biết họ có quyền sử dụng lá phiếu để tạo ra hệ thống chính trị mới. Thì khi đó Việt Nam sẽ có tự do, không có cần lãnh tụ dân chủ rồi xuất hiện hết chứ. Không cần, được không các anh?